Cả nhà đã từng ăn món thịt heo kho với trứng cho thêm lạp xưởng chưa? Với món này đơn giản nhưng mà đặc biệt, ăn rất là tốn cơm. Thường thì mình làm cái món này, mấy bé nhà mình ăn cơm rất là nhiều vì cái vị của lạp xưởng á, khi mình kho xong ruột ăn rất là ngon. Thì mình xin mời cả nhà cùng vào bếp với mình để làm món thịt kho với trứng cho thêm lạp xưởng nha. Đầu tiên để làm món này á thì cả nhà sẽ đi chợ mua cái loại lạp xưởng khô mà lạp xưởng cả nhà cảm thấy thích. Thì trong video mình sẽ chọn cái lạp xưởng khô, sau đó mình sẽ chọn ra 6 cây cái lạp xưởng, sau nữa mình sẽ rửa sạch để ráo. Ráo xong thì mình sẽ một cục mình sẽ cắt ra làm hai, sau nữa mình để qua một bên. Kế tiếp á, là thịt heo, cả nhà có thể chọn theo loại thịt yêu thích của mình. Trong video chọn 3 loại và mình sẽ nêm gia vị. Gia vị thì mình sẽ để trên phần màn hình, cả nhà cần thì tham khảo nha. Nhưng mà đặc biệt kho cái kiểu này thì cả nhà nhớ là mình phải để vào bên trong á một ít dầu ăn, và mình sẽ trộn đều dầu ăn vô sẽ làm cho cái thịt của mình mềm và sẽ có một cái hương vị hơi lạ. Thì cả nhà hôm nào kho thử nha. Sau đó mình trộn đều, mình để trong 30 phút. 30 phút sau mình có thố thì mình sẽ sử dụng thố, không có thì mình sẽ sử dụng chảo hoặc là nồi nha. Mình sẽ lấy màu dầu đường. Thì bằng cách là mình sẽ cho đường vào bên trong cái thố, mình sẽ dặn lửa nhỏ cho đến khi đường lên màu, mình để hành tỏi ớt vào. Mình sẽ đảo đều, đảo cho đến khi hành tỏi ớt vàng thơm. Thì mình sẽ để cái phần thịt hồi nãy ớt vào. Khi mình để cái phần thịt hồi nãy ớt vào thì cả nhà cũng sẽ dặn lửa vừa vừa thôi. Và mình sẽ dùng đũa mình sẽ đảo đều, đảo nhanh, đảo liên tục, đảo cho đến khi cái thịt của mình nó săn, nó chín lại là vừa nha. Mình bảo đảm với cả nhà một điều luôn, chưa ai kho cái lạp xưởng kho tàu kiểu này hết trơn á. Thì cả nhà rảnh thì thử làm nha. Sau khi chiếu sắt xuống thì mình sẽ chế nước dừa ngập thịt luôn. Sau khi chế ngập thịt xong thì mình sẽ để trứng vào. Kế tiếp nữa là cái phần lạp xưởng. Sau đó nữa là mình sẽ cho miếng ớt. Kế tiếp nữa là xíu tiêu. Và sau đó nữa mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ đun với lửa nhỏ cho đến khi mà nước sắt xuống, cạn xuống thì mình sẽ mở nắp ra. Thì lúc này nước sắt xuống như thế này là được rồi. Nước dày là mình sẽ để dành là mình chấm rau mình ăn. Còn nếu mà cả nhà muốn không chấm rau thì mình kho đậu sọt xuống một xíu nữa là được nha. Và sau khi kho cái đậu sọt xuống như thế này là được rồi. Thì ai ăn hành thì mình sẽ để hành, còn không ăn hành á thì thôi nha cả nhà. Đó, cái món này vừa đơn giản nhưng mà ăn rất là tốn cơm. Mình sẽ chấm với rau sống xà rách á là ăn rất là ngon luôn. Thì hôm nào cả nhà thử làm nha. Thì video đến đây là đã kết thúc rồi. Rất vui rằng cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.